Tử Vi tuổi Tý 6 tháng đầu năm 2021 thoát khỏi vòng vây của Thái Tuế, đón nhận nhiều điều cát lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi cho tuổi Tý 6 tháng đầu năm 2021 sẽ giải đáp được những thắc mắc về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời gian này, tuổi Tý sẽ biết được cuộc sống của mình có những thay đổi như thế nào đối với những năm trước. Liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không? Có cơ hội nào tốt để phát triển trong năm 2021? Ngoài ra, phần tử vi cho tuổi Tý trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu được luận giải bởi thầy Gia Cát và các thầy chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Qua phần luận tử vi cho tuổi Tý trong thời gian 6 tháng đầu năm 2021, bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu trong năm Tân Sửu về các phương diện như công danh, tài lộc, sự nghiệp, tình duyên và sức khỏe. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và đặc biệt trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mà âm trạch, xây nhà, sửa nhà, cưới hỏi. Để có thể lựa chọn tư vấn được miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Sau đây là phần tổng quan tử vi của tuổi Tý trong 6 tháng đầu năm 2021. Bước vào năm Tân Sửu, thoát khỏi nam phạm Thái Tuế, người tuổi Tý bước sang năm mới với vận khí hanh thông, hứa hẹn sẽ đón nhận nhiều điều tốt đẹp bất ngờ. Trong thời điểm nửa đầu năm, nhất cử nhất động của những gia chủ tuổi Tý đều chịu sức chi phối mạnh mẽ của cục diện lục hợp Thái Tuế, cát lành, vận trình chuyển biến theo hướng tích cực. Nếu bản mệnh chủ động nắm bắt cơ hội, đảm bảo sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp, nhất là ở hai phương diện sự nghiệp và tài lộc. Cho nên khi vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của Thái Tuế, những người tuổi Tý nhất định phải nỗ lực bằng trăm bằng 10 người khác để tận dụng vận may này. Dù học hành hay sự nghiệp, bản mệnh cũng sẽ chạm tới cảnh giới cao nhất. Gia chủ cũng đừng tự đắc, đến lúc vận may qua đi lại không tránh khỏi trắc trở, khó khăn. Bản mệnh cần luôn phải có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng. Chính vì vậy, để tận dụng những vận may trong năm 2021, bản mệnh hãy luôn mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế để nghênh đón quý nhân, hóa giải những hung tinh trọn đời luôn được may mắn và bình an cho chính mình. Sức khỏe bản mệnh trong năm cũng không lý tưởng, có thể phải tốn kém khá nhiều tiền bạc cho phương diện. Điều này cũng gây bất lợi cho cầu tự. Nếu có kế hoạch sinh con năm 2021, hãy cân nhắc kỹ càng. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của người tuổi Tý trong 6 tháng đầu năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Trong năm 2021, vì được lục hợp quý nhân tương trợ, chuyện làm ăn, sự nghiệp của những người tuổi Tý nói chung khá thuận lợi, có sự thăng tiến rõ rệt, nhiều cơ hội thăng chức, tăng lương. Thêm vào đó, bản mệnh được chính ấn và chính quan tương hỗ, chuyện làm ăn dù khó khăn bước đầu, nhưng về sau vẫn đạt được kết quả tốt. Sự nghiệp thăng tiến không ngừng, có thể được cân nhắc vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, lãnh đạo. Được ví như một tay cầm con dấu, một tay lĩnh chức quan của thời xưa. Ngoài ra, trong thời gian 6 tháng đầu năm, tuổi Tý được Thái Dương các tinh chiếu mệnh, rất tốt cho sự nghiệp, còn được thăng tiến.
sau này tốt hơn cho nam mệnh hơn nữ mệnh. Thái dương tạo động lực cho bản mệnh nỗ lực không ngừng. Nó cũng đồng thời thúc đẩy tham vọng, thôi thúc bản mệnh hành động không ngừng để đạt được mục tiêu đã đề ra. Trong đó, trong thời gian này, những chú chuột tha hồ tỏa sáng, thể hiện tài năng cũng như khẳng định được cá tính, cái tôi bản lĩnh và tài năng của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cần hết sức lưu ý, hành sự cần khiêm tốn, tránh khoe khoang, tự tin thái quá, kẻo xúc họa, tiểu nhân, thị phi bủa vây. Chính điều này là rào cản khiến con đường thăng tiến gặp trắc trở, tốn thêm nhiều công sức, hao thêm nhiều tiền của. Vậy nên các thầy phong thủy khuyên những người tuổi Tý cần phải mang theo bên mình pháp khí phong thủy là vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn, giúp các mối quan hệ được phát triển hơn, hóa giải xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ thiên địa nhân sẽ giúp tuổi Tý kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp và mang quý nhân phù trợ cho bản mệnh trong năm. Thứ hai, về mặt tài lộc, tiền bạc. Bản thân tuổi Tý đã có số vượng tài, lại thêm Tý thủy chiếu tài tốt, nên trong cuộc sống sẽ xuất hiện vô số cơ hội phát tài bất ngờ. Bản mệnh cứ chiêm nghiệm thực tế sẽ thấy rất rõ điều này. Người tuổi Tý trong năm 2021 lâm cục diện lục hợp thái tuế, công việc có nhiều đột phá, từ đó thúc đẩy tài vận gia tăng. Chỉ cần bản mệnh chăm chỉ làm việc, không lo thiếu tiền xài. Nếu muốn có hoạch tài bất ngờ, bản mệnh có thể thử sức ở một số lĩnh vực mới như đầu tư vào thị trường chứng khoán, vàng bạc, bất động sản. Có điều, trước khi làm bất cứ điều gì, hãy nghiên cứu kỹ càng thị trường và kiểm soát cảm xúc thật tốt. Có như thế mới tránh được thiệt hại về tiền của. Trong thời điểm này, bản mệnh nên lấy chính tài làm chủ, tập trung phát triển công việc hiện tại, không ôm đồm quá nhiều việc cùng lúc nếu chưa sắp xếp được thời gian. Khi dồn công dồn sức cho một việc, thành công sẽ lớn hơn là phân tán. Dù hứa hẹn một thời gian dài sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền và làm giàu, nhưng tuổi Tý nên lấy phương châm tích lũy và tiết kiệm làm đầu. Hết sức tránh tình trạng lãng phí, kẻo tiền mồ hôi xương máu kiếm được sẽ một đi không trở lại. Ngoài ra sẽ có thời điểm tuổi Tý sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, áp lực về tài chính, cả khách quan và chủ quan. Tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn. Trong gian khó, bản mệnh vẫn tìm thấy cơ hội tốt để vươn lên hơn người. Quan trọng là phải biết phấn đấu và không ngừng học hỏi để trau dồi bản thân. Để có thể dễ dàng vượt qua những khó khăn và áp lực, những người tuổi Tý cần mang theo bên mình pháp khí của nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh. Vòng tay sẽ nghênh đón quý nhân bảo vệ, tương trợ bản mệnh trong sự nghiệp, việc làm ăn, kinh doanh và đầu tư. Đồng thời còn giúp cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho những người tuổi Tý trong năm 2021. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tuổi Tý nửa đầu năm 2021 cho thấy, bước sang năm Tân Sửu, tuế can Tân Kim chính là thiên ấn tinh của tuổi Tý. Chủ về có quý nhân là nữ giới trợ lực, ví dụ là mai mối, giới thiệu đối tượng, trưởng bối xe duyên. Lại thêm lục hợp thái tuế hỗ trợ nên chuyện tình cảm của tuổi Tý thuận lợi hơn so với năm 2020 về phương diện này. Theo đó, bản mệnh đón không ít hỷ sự trong năm nay. Để kích hoạt tình duyên, thầy phong thủy khuyên người tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy là vòng tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn. Với năng lực của tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ, kích hoạt tình duyên và vận đào hoa cho bản mệnh trong năm. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Theo thầy Gia Cát, dưới sự hỗ trợ của cục diện lục hợp thái tuế, phương diện sức khỏe của tuổi Tý trong nửa đầu năm 2021 không có quá nhiều biến động. Nhìn chung bản mệnh không mắc trọng bệnh, sẽ gặp sự hóa lành. Có điều, nhiều thời điểm có bệnh phù hung tinh tác động khiến sức khỏe suy giảm, tuổi Tý sẽ đổ bệnh. Dù không phải bệnh nguy hiểm nhưng cũng gây không ít rắc rối cho cuộc sống và vấn đề tài chính. Theo đó, trong cuộc sống hay lao động, tuổi Tý cần nâng cao tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, đề cao cảnh giác, không chủ quan, có như vậy mới tránh được nguy hiểm bất ngờ. Để có thể giúp bản mệnh hóa giải những vận xấu thì thầy phong thủy khuyên tuổi Tý hãy luôn mang theo bên mình pháp khí là Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng là một pháp khí của nhà Phật sẽ giúp bản mệnh xua đuổi hung tinh, vận hạn trong năm.
Bát bảo tâm kinh sẽ trở thành một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ những người tuổi Tý suốt một năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của những gia chủ tuổi Tý trong 6 tháng đầu năm Tân Sửu. Tiếp theo, xin mời mọi người cùng theo dõi chi tiết từng tuổi Tý trong thời điểm này để có thể nắm rõ hơn. Đầu tiên là tử vi tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Nhờ tác động của cục diện Tý Sửu nhị hợp cũng như Thái Tuế và Tuế Can hình thành cục diện sát ấn tương sinh, nên về cơ hội, bản mệnh chủ sinh năm 1960 sẽ gặp được khá nhiều may mắn. Tuổi Canh Tý sẽ được hưởng lợi nhiều nếu tham gia vào các công việc hợp tác, chấp pháp, có cơ hội được trọng dụng. Cộng thêm nhân duyên khá tốt cũng là yếu tố giúp mệnh chủ thường xuyên nhận được sự giúp đỡ, nâng đỡ của bạn bè và mọi người xung quanh. Tuy nhiên, vì công việc khá bận rộn mà tuổi Canh Tý cũng đã khá cao tuổi, nên sức khỏe sẽ chịu ảnh hưởng, tinh thần thường rơi vào trạng thái áp lực, mệt mỏi. Thứ hai là tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Năm 2021 là một năm tốt lành đối với các bác sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý. Các bác sẽ đạt được nhiều bước tiến trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nhiều bác sẽ gặp được cơ hội thuận lợi để phát triển, lại thêm quý nhân giúp đỡ, nên chuyện thăng chức, tăng lương dường như không quá xa xôi. Các công việc cần sự hợp tác của đồng nghiệp, đối tác cũng diễn ra tương đối thuận lợi. Các bác còn dễ nhận được sự trọng dụng của cấp trên. Tuy nhiên, do công việc tương đối vất vả, nên nếu không chú ý nghỉ ngơi, các bác sẽ luôn cảm thấy cơ thể mệt mỏi, thậm chí mắc phải một vài căn bệnh mãn tính. Thứ ba, tử vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984. Các cô chú tuổi Giáp Tý gặp cục diện Tý Sửu nhị hợp có thể đem lại nhiều cơ hội cho mình. Song Tuế Can hình thành nên cục diện Tân Kim Thiên Ấn khắc Giáp Mộc Thương Quan cũng đem lại những tác động nhất định. Về cơ bản, cô chú vẫn phát huy được sở trường của mình, được cấp trên yêu mến và tôn trọng. Việc hợp tác với đồng nghiệp, đối tác diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, những cô chú tuổi Giáp Tý vẫn cần phải chịu một số ràng buộc nhất định, không thể tự do làm mọi việc theo ý của mình. Ngoài ra trong thời điểm này, nhân duyên của cô chú khá phát triển tốt, sẽ trải qua một vài khó khăn, trắc trở. Nhưng từ đó cô chú có thể nhận ra ai là bạn bè thực sự tốt hoặc đem lại tác động tích cực đối với mình. Thứ tư, tử vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996. Tử vi 6 tháng đầu năm Tân Sửu cho thấy, thời điểm này anh chị sinh năm 1996, tuổi Bính Tý sẽ có đầy triển vọng. Anh chị vẫn còn trẻ tuổi nên lại luôn cố gắng thể hiện điểm mạnh của bản thân mình, gây ấn tượng khá tốt đẹp đối với lãnh đạo và có thể là cả quý nhân nữa. Mối nhân duyên tốt đẹp cũng sẽ giúp anh chị làm quen được với nhiều bạn bè tốt, có tác động tích cực đến với sự nghiệp. Với những mệnh chủ cần độc thân sẽ nhận được sự quan tâm, chú ý từ người khác phái, anh chị có cơ hội thành đôi với người mình yêu mến. Tuy nhiên cần lưu ý, tình trạng sức khỏe của anh chị trong thời điểm này không được ổn định, không nên cậy rằng mình còn trẻ mà sinh hoạt thiếu điều độ. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu hung cát từng tháng trong vận trình nửa đầu năm Tân Sửu của tuổi Tý. Thứ nhất, tử vi tháng 1 âm lịch. Trong tháng Canh Dần, vận khí tuổi Tý hanh thông, công việc suôn sẻ, thậm chí có bước đột phá mới. Đặc biệt trong thời điểm này, vận quý nhân vượng, có người trợ lực về tiền bạc hoặc tham mưu chất xám, giúp bản mệnh vượt qua khó khăn hay khủng hoảng. Theo đó, tuổi Tý luôn có cảm giác làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi hơn trước. Thứ hai, tử vi tháng 2 âm lịch. Sang tháng Tân Mão, sức khỏe của tuổi Tý được cải thiện, không mắc phải trong bệnh, bệnh vặt chỉ gây ốm qua loa. Bên cạnh đó, tài vận khởi sắc, xuất hiện nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, cho nên bản mệnh cần chủ động nắm bắt. Có điều cần lưu ý, tháng này tuổi Tý sẽ chịu tác động xấu của cục diện tương hại, hết sức cẩn trọng trong làm ăn, kẻo sẽ bị gạt hoặc lợi dụng, gây thiệt hại về cả tinh thần, sức khỏe và tiền bạc. Thứ ba, tử vi tháng 3 âm lịch. Xem tử vi tuổi Tý 2021, tháng Nhâm Thìn của người cầm tinh con chuột có nhiều biến động về tài lộc, đa phần theo hướng tích cực. Tý Thủy và Nhâm Thủy đồng hành sinh tài, lấy thiên tài làm chủ, có thể phát tài phát lộc bất ngờ, cần chủ động nắm bắt. Có điều trong tháng có hung tinh chủ về hao táng tiền bạc,
tuổi Tý tiêu tiền nhanh hơn kiếm tiền, áp lực tài chính lớn nếu không biết cách quản lý tốt ví tiền của mình. May mắn trong tháng còn có quý nhân tam hợp nâng đỡ, tuổi Tý sẽ gặt hái được thành công lớn trong mọi việc. Mọi khó khăn sẽ sớm được giải quyết, làm gì cũng có người nâng đỡ, kết quả cuối cùng tốt đẹp, rất đáng thử thách bản thân và chờ đợi thành quả. Thứ tư, tử vi tháng tư âm lịch. Trong tháng mà Tý Hỏa và Tý Thủy cấu thành cục diện quan ấn khắc sát, công việc của bản mệnh vì thế mà phải chịu nhiều áp lực. Tuy nhiên, tuổi Tý là người giàu ý chí vươn lên, càng thêm động lực để phấn đấu, có thể đạt được sự thăng tiến bất ngờ. Tài lộc trong tháng không lấy làm lý tưởng, chi vượt thu, nếu không thay đổi cách chi tiêu, e rằng bạn sẽ rơi vào cảnh vay mượn. Thứ năm, tử vi tháng năm âm lịch. Trong tháng do chịu ảnh hưởng cục diện tương xung, mệnh chủ tuổi Tý gặp nhiều bất lợi về vấn đề sức khỏe, công việc và chuyện tình cảm trong tháng này. Bản mệnh cần tránh thức khuya nên ăn uống khoa học, hạn chế đồ ăn nhanh. Có như vậy, thể trạng mới sớm phục hồi, không ngã trọng bệnh. Thứ sáu, tử vi tháng 6 âm lịch. Tháng này, một vài khó khăn trong công việc và tài chính của mệnh chủ tuổi Tý sẽ sớm được khắc phục. Sự nghiệp của bản mệnh có nhiều cơ hội thăng tiến, chuyện tiền bạc cũng được giải quyết ổn thỏa, làm ăn kinh doanh có lộc trời ban. Tuy nhiên, do cục diện tương hại ảnh hưởng, bản mệnh cần đề phòng bị kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc lợi dụng uy tín để làm điều sai trái, nghiêm trọng cần dính tới pháp luật. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng đầu năm Tân Sửu của mệnh chủ tuổi Tý. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều kinh nghiệm về luận tử vi và phong thủy. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp hay con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật được những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.